Thánh Zerorio cả, Giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh. Trong lịch sử, ít có người được mang danh cả, và đáng được danh dự ấy một cách hoàn toàn, như Thánh Zerorio, Giáo hoàng và tiến sĩ hội thánh. Ngài sinh tại Roma khoảng năm 540, là con của một nghị viên danh giá và giàu có, ông Gordiano. Chúng ta không biết gì về thời thơ ấu của Ngài, nhưng ít ra là Ngài đã phải kinh nghiệm về những hậu quả do những cuộc chiến của vua Gothic với các tướng lãnh của hoàng đế Justiniano, mà chính thức Roma đã bị cướp phá. Thánh Zerorio đã thủ giữ một chức vụ trong xã hội. Năm 573, Ngài được đặt làm tổng trấn thành phố, nhưng Ngài luôn nuôi lý tưởng tu trì. Đó là lý do khiến Ngài không lập gia đình, và năm 574, Ngài đã rút lui khỏi đời sống công cộng để mặc áo tu sĩ. Ông Gordiano từ trần, Thánh Zerorio thừa kế gia tài. Nhờ thế, Ngài đã có thể thiết lập 6 tu viện tại Sicily và biến nhà trên đồi Genia thành tu viện thứ 7, dâng kính Thánh André. Tại đây, Ngài sống như một thầy tu đơn sơ. Có lẽ bộ luật Ngài thiết lập chính là luật dòng Benedetto. Đây là những năm hạnh phúc nhất mà Ngài không bao giờ quên được, nhưng lại chẳng kéo dài được lâu. Năm 578, Ngài được phong chức phó tế, cai quản một trong 7 miền ở Roma. Năm 579, Ngài được gửi đi Constantinople làm đại diện Đức Giáo hoàng. Ngài mang theo một ít thầy dòng và có rộng thì giờ để giảng cho họ về sách Job. Những bài giảng được thu góp lại thành cuốn luân lý. Thánh Zerorio làm đại sứ trong khoảng 7 năm, sau đó trở về Roma. Ngài trở lại tu viện Thánh André làm viện trưởng. Năm 590, Benario II từ trần và Zerorio được chọn lên kế vị. Roma lúc ấy bị một cơn dịch tàn phá. Vị giáo hoàng được chọn tổ chức những cuộc hành hương trong thành phố. Ngài thấy tổng lãnh thiên thần hiện ra ở một địa điểm nay gọi là Castel Sant'Angelo, đứng tốt gươm ra. Cơn dịch tự nhiên bị chặn lại, và dân Roma chào mừng Đức Giáo hoàng mới như người làm phép lạ. Triều đại Đức Giáo hoàng Zerorio kéo dài trong 14 năm, đòi hỏi sức mạnh tinh thần và ý chí, lẫn kinh nghiệm quản trị và ngoại giao của Ngài. Đế quốc Roma đang suy sụp. Dầu vậy, hoàng đế ở Constantinople chỉ hiện diện tại Ý bởi một phó vương với một triều đình nhỏ. Ravenna có ít quyền lực về luân lý và vật chất. Quân đội Lombardo cướp phá bán đảo và Roma bị chiếm đóng. Năm 593, Đức Zerorio thấy phải lập quân đội để bảo vệ Roma và đặt điều kiện với quân xâm lược. Mọi việc thuộc đủ mọi phương diện trong quốc gia đang suy đồi đều đổ trên Đức Giáo hoàng. Trong khi đó, Đức Zerorio chấn chỉnh giáo hội. Các địa phận lộn xộn Ngài ấn định lại ranh giới. Các đất đai thuộc giáo hoàng được quản trị hữu hiệu. Chính nhà ở của Đức Giáo Hoàng cũng cần phải tái thiết. Nhưng không có gì đáng ghi nhớ hơn trong cách Đức Giáo Hoàng đương đầu với các vấn đề giáo hội Đông và Tây là việc Ngài nhấn mạnh đến quyền tối thượng của Tòa Thánh Roma, rất tôn trọng quyền của các giám mục trong các giáo phận. Ngài kiên quyết bênh vực nguyên tắc tối thượng của Thánh Phêrô. Đối với hoàng đế, Ngài rất tôn trọng uy quyền dân chính, nhưng cũng bảo vệ quyền lợi mình và của các dòng trong giáo hội. Thánh Zerorio canh tân phục vụ rất nhiều. Ít nhất là Ngài đã đặt các điểm hành hương. Dầu qua nhiều lần tranh cãi, nhưng dưới ảnh hưởng của Ngài, ngày nay nhạc và nghi lễ giáo hội vẫn mang danh Ngài: nhạc Zerorio, nghi lễ Zerorio. Thánh nhân còn là văn sĩ rất phong phú. Ngoài cuốn luân lý, Ngài còn viết hai cuốn gồm những bài giảng về sách Ezekiel, một cuốn khác về những bài phúc âm trong ngày, 4 cuốn đối thoại và một cuốn sau tạp các phép lạ do các thánh người Ý thực hiện, cuốn sách chăm lo mục vụ trình bày những điều mà cuộc sống một giáo mục và một linh mục phải làm. Sau cùng là một sưu tập thư tín. Thánh Zerorio còn được gọi là tông đồ nước Anh. Chính Ngài đã muốn đi truyền giáo để cải hóa lương dân Saxon, nhưng không đi được. Năm 596, Ngài đã trao phó nhiệm vụ cho các tu sĩ dòng Thánh André do Thánh Augustino Canterbury dẫn đầu. Thánh Zerorio cả qua đời ngày 12 tháng 3 năm 604. Ngài được mai táng trong đại giáo đường Thánh Phêrô. Nấm mộ đầu tiên của Ngài mang bảng chữ Latin tóm gọn đời Ngài. Ngài được gọi là Chánh Án của Chúa. Trích theo vết chân người của linh mục Phao Lô Phạm Quốc Túy.